ra đời trong gian khó, từ niềm tin chung của hàng triệu trái tim. Trong chiến tranh dựng con đường huyền thoại, chung niềm tin đất nước sẽ vẹn toàn. Tiên phong vượt gian nan, chung niềm tin chuyển mình vững chãi. Lướt nhịp số đi nhanh, chung niềm tin muôn thế hệ đồng hành. Khẳng định vị thế dẫn đầu, 60 năm lớn mạnh cùng đất nước. Vietcombank, chung niềm tin vững tương lai. Sẽ có thêm phiên đấu thầu vàng trong tuần này. Đề xuất gia hạn khoảng 80.000 tỷ đồng tiền thuế đất năm 2024. Người dân Mỹ lo ngại lạm phát cao và giá nhà tăng. Giới trẻ Trung Quốc tiết kiệm chi tiêu. Đó là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước hết hãy cùng tôi điểm qua một số tin tức kinh tế mới nhất vừa được cập nhật. Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hải Linh của truyền hình VOV. Theo thông tin từ phía Ngân hàng Nhà nước, đầu giờ chiều 14 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước đã đấu thầu thành công 81 lô, tương đương 8.100 lượng vàng với 8 thành viên trúng thầu. Theo đó, giá trúng thầu cao nhất là 87,73 triệu đồng một lượng. Giá trúng thầu thấp nhất là 87,72 triệu đồng một lượng. Việc đấu thầu vàng miếng lần này nhằm can thiệp kịp thời, xử lý tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới chênh lệch ở mức cao, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến tuần này, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức phiên đấu thầu để tăng nguồn cung ra thị trường. Phía Ngân hàng Nhà nước khuyến nghị người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và việc điều hành kiểm soát thị trường vàng trong thời gian tới. Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2024, ước tính tổng số thuế được gia hạn là gần 84.000 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn năm 2024, duy trì sản xuất kinh doanh, trong khi vẫn phải đảm bảo giảm thiểu tác động cân đối ngân sách nhà nước ở cả trung ương và các địa phương, Bộ Tài chính cho rằng cần thiết có giải pháp để gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất. Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 3.200 tỷ đồng, số thu ngân sách nhà nước của năm 2024 không giảm. Như vậy, ước tính tổng số thuế được gia hạn theo các chính sách tại dự thảo nghị định là gần 84.000 tỷ đồng. Do đây là giải pháp cấp bách, cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép quy định nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro, đơn vị quản lý vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông tuyến 2A đạt tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 515,2 tỷ đồng, tăng gần 7% so với năm 2022. Trong đó, doanh thu bán vé khoảng 74 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2022. Còn lại 441 tỷ đồng là doanh thu trợ giá, tăng gần 6% so với cùng kỳ. Việc trợ giá để bù đắp phần thiếu hụt do doanh thu thực tế từ bán không đảm bảo chi phí, đồng thời còn giúp Hà Nội Metro có lợi nhuận gộp 7,8 tỷ đồng sau khi trừ đi giá vốn, giảm một nửa so với năm 2022. Doanh thu từ hoạt động tài chính của Hà Nội Metro ghi nhận đạt 26,5 tỷ đồng, đều là lãi tiền gửi. Kết thúc năm 2023, lãi sau thuế của Hà Nội Metro đạt hơn 13,1 tỷ đồng, tăng gấp gần 6 lần so với năm 2022 và là năm thứ hai liên tiếp công ty có lợi nhuận dương trở lại sau nhiều năm chịu lỗ. Tổng tài sản của Hà Nội Metro tính đến hết năm 2023 đạt hơn 3.000 tỷ đồng. Năm 2024, Hà Nội Metro lên kế hoạch tổng doanh thu 529 tỷ đồng, đạt 2,7% so với năm 2023, còn mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 13,4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm ngoái. Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến của người dân đối với dự thảo thông tư quy định đánh số và gắn biển số nhà. Thời gian lấy ý kiến dự thảo thông tư kéo dài 2 tháng, từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 10 tháng 7 năm 2024. Để khắc phục tình trạng loạn số nhà tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng đã đề xuất các nguyên tắc thống nhất chặt chẽ hơn về việc đánh số và gắn biển số nhà, góp phần thuận lợi cho người dân cũng như công tác quản lý của địa phương. Dự thảo thông tư quy định đánh số và gắn biển số nhà cũng đưa ra các nguyên tắc đánh số nhà trên tuyến đường giao thông chưa có nhà xây liên tục và đoạn đường mới xây kéo dài tuyến giao thông đã đánh số nhà.
nguyên tắc đánh số căn hộ của nhà chung cư, nguyên tắc đánh số nhà trong phạm vi dự án khu đô thị, khu nhà ở, công trình xây dựng, tập trung và điểm dân cư nông thôn cũng được đề cập. Đồng thời, dự thảo cũng quy định về gắn biển số nhà, giải pháp quản lý biển số nhà, quy cách thiết kế các loại biển số đối với nhà, căn hộ. Ngày 14 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã có văn bản kiến nghị chính phủ lựa chọn phương án mở rộng cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đến huyện Long Thành lên 10 làn xe. Hiện Trung ương đang đề ra hai phương án mở rộng đoạn cao tốc này, trong đó phương án 1 đoạn tuyến được mở rộng với chiều dài gần 22 km, quy mô 8 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 14.300 tỷ đồng. Phương án 2 là mở rộng với quy mô 10 làn xe, tổng mức đầu tư trên 15.600 tỷ đồng. Phương án 1 chủ yếu sử dụng vốn ngoài ngân sách, phương án 2 vốn ngân sách chiếm đa số. Tỉnh Đồng Nai cho rằng phương án 2 có tổng mức đầu tư tăng không nhiều, chỉ khoảng 1.300 tỷ đồng so với phương án 1. Việc mở rộng một lần theo đúng quy hoạch mang lại nhiều lợi ích, tăng hiệu quả khai thác, tránh được tình trạng đầu tư nhiều lần. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây có chiều dài 55 km, quy mô 4 làn xe, được đưa vào khai thác năm 2016. Những năm gần đây, tuyến đường này quá tải trầm trọng, thường xuyên xảy ra ách tắc. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo các sở ngành xử lý các vi phạm liên quan đến thửa đất 3.500 m2 do ông Trần Ngô Phúc Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Nam Á, và bà Lê Uyên Phương cho khu du lịch sinh thái Đôi Dép T-Resort Bảo Lộc nằm ở xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng thuê. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề xuất thu hồi quyền sử dụng đất với thửa đất trên nếu các bên liên quan không chấp hành hướng dẫn xử lý sai phạm của cơ quan có thẩm quyền. Việc thực hiện thu hồi quyền sử dụng đất này là một trong các hoạt động xử lý sai phạm trong lĩnh vực đất đai mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận tại kết luận số 929 ngày 12 tháng 6 năm 2020. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, công ty cổ phần Sanders, chủ đầu tư khu du lịch sinh thái Đôi Dép, đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ở, đất nông nghiệp sang đất thương mại dịch vụ mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích 46.491 m2, gồm 42.795 m2 đất nông nghiệp và 3.596 m2 đất ở nông thôn, thuộc 25 thửa đất của ông Trần Ngô Phúc Vũ và bà Lê Uyên Phương đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi diện tích đất trên được phê duyệt quy hoạch để thực hiện dự án khu du lịch sinh thái Đôi Dép, chủ sử dụng đất đã tiến hành xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích 42.795 m2 đất nông nghiệp nêu trên. Đến ngày 4 tháng 12 năm 2019, sau khi thuê đất, công ty cổ phần Sanders mới làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, việc sử dụng đất ở nông thôn cho công ty Sanders thuê để thực hiện dự án khu du lịch sinh thái Đôi Dép đến thời điểm thanh tra chưa lập thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định, vi phạm quy định tại điểm A khoản 1 và khoản 2 điều 64 luật đất đai năm 2013. Truyền hình VOV sẽ tiếp tục thông tin. Công tác quản lý chưa bám sát quy hoạch chung, chưa quyết liệt xử lý triệt để các dự án treo, dự án chậm triển khai, dẫn đến quản lý đất đai ở Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều bất cập. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo Quốc gia về quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Tài nguyên Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Qua thảo luận tại hội thảo, các đại biểu đã chỉ ra hàng loạt bất cập tồn tại trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Trong đó nêu rõ hàng loạt dự án treo nhiều năm đang bị xẻ thịt, sử dụng sai mục đích, khiến thành phố đang dần mất cân đối giữa quỹ đất dành cho thương mại và quỹ đất dành cho công trình công cộng. Chúng ta đang thiếu quỹ đất cho giao thông, cho nhà ở xã hội, cho y tế, cho giáo dục và đặc biệt là dành cho công nghiệp, công nghệ cao. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những bất cập lãng phí nguồn lực đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được cho là do công tác quản lý của thành phố chưa bám sát theo quy hoạch chung. Bên cạnh đó, thành phố cũng chưa quyết liệt xử lý triệt để các dự án treo, dự án chậm triển khai. Các đại biểu cũng chỉ ra việc xây dựng bảng giá đất đang bị động khi giá đất được định giá quá cao, chậm xác định giá đất. Cái việc mà xây dựng bảng giá đất hàng năm theo nguyên tắc thị trường đó là cả một sự thách thức. Nguyên tắc thị trường là không lẽ chúng ta đi sau thị trường nó giá ảo thế này mà cái giá đất chúng ta cũng theo cái giá ảo đó nữa thì rất là khó khăn. Thành ra là nói nguyên tắc thị trường nhưng mà có sự định hướng thế nào?
Về lâu dài, để nâng cao công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu cho rằng thành phố cần tổng kiểm kê lại toàn bộ việc sử dụng đất đai trên địa bàn để phân loại rõ mục đích sử dụng. Song song đó là việc rà soát lại quy hoạch đô thị theo tầm nhìn dài hạn, bố trí lại cơ cấu đất đai phù hợp với cơ cấu nền kinh tế, khắc phục lại việc mất cân đối như hiện nay. Tập trung giải quyết dứt điểm tính pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, đảm bảo hài hòa lợi ích cho các bên. Thưa quý vị, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sau nhiều năm chạm đáy, vụ mùa năm 2024, giá hạt tiêu khô từ 98 đến 110.000 đồng 1 kg, nên người trồng phấn khởi vì có lãi khá cao. Dự báo thị trường hồ tiêu sẽ tiếp tục nóng lên khi nguồn cung hồ tiêu đang hạn chế, khi diện tích và sản lượng cây trồng tiếp tục giảm sút thời gian qua. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp vẫn khuyến cáo nông dân không nên ồ ạt mở rộng diện tích, mà thay vào đó là đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm. Thời điểm thu hoạch vụ tiêu 2024, ông Lê Văn Hải ở xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bán tiêu với giá từ 84.000 đến 86.000 đồng 1 kg, tăng 20.000 đồng 1 kg so với vụ trước. Với 1,3 hectare tiêu, dù chỉ thu được khoảng 6 tấn, thấp hơn 2 tấn so với niên vụ 2023, nhưng nhờ giá bán cao, ông Hải vẫn thu lợi nhuận 300 triệu đồng. Nói chung thì tiêu năm nay rất là thấp so với năm 2023 là tầm khoảng từ 50 đến 60%. Và đặc biệt giá cả năm nay thì có cái phấn khởi hơn của năm ngoái. Gia đình bà Lê Thị Hoàn, xã Bình Ba, huyện Châu Đức có 1 hectare tiêu. Dù sản lượng thu hoạch chỉ được khoảng 1,2 tấn, nhưng nhờ giá bán cao nên sau khi trừ chi phí, bà Hoàn vẫn thu lợi nhuận gần 100 triệu đồng, cao hơn một nửa so với những năm trước. Năm nay thì tiêu ổn định hơn giá năm ngoái. Năm ngoái bán tiêu có 50 rồi, nhưng mà năm nay thì bán được tiêu 84. Thì cũng phấn khởi hơn là năm ngoái. Hiện giá tiêu đang được thu mua tại Bà Rịa Vũng Tàu ở mức 98.000 đến 110.000 đồng 1 kg, tăng hơn 30.000 đồng 1 kg so với thời điểm thu hoạch và cao hơn 40% so với cùng kỳ năm 2023. Theo dự báo của các chuyên gia, giá tiêu thời gian tới sẽ tiếp tục tăng do thiếu hụt nguồn cung vì diện tích tiêu những năm qua giảm mạnh. Chỉ riêng tại Bà Rịa Vũng Tàu, hiện nay toàn tỉnh chỉ còn 10.552 ha hồ tiêu, sản lượng thu hoạch khoảng 19.900 tấn. So với cùng kỳ 2023, diện tích hồ tiêu của tỉnh giảm gần 1.000 ha, kéo theo năng suất giảm gần 2.000 tấn. Giá tiêu tăng giúp nhiều nông hộ có động lực đầu tư chăm sóc vườn trở lại. Một số hộ đầu tư mở rộng thêm diện tích. Do đó, để tránh tình trạng trồng ồ ạt dẫn đến dư thừa nguồn cung khiến giá giảm, ngành nông nghiệp tỉnh đang tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về thị trường hồ tiêu và những rủi ro tiềm ẩn. Song song đó, khuyến khích nông dân tập trung chăm sóc vườn tiêu theo hướng hữu cơ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đề nghị các địa phương quy hoạch rõ ràng vùng trồng tiêu, hướng dẫn nông dân về kỹ thuật canh tác, phòng ngừa sâu bệnh, liên kết đầu ra ổn định, bền vững cho cây hồ tiêu địa phương. Với lực lượng hơn 1.900 tàu thuyền các loại, trong đó có trên 700 chiếc tàu có công suất lớn, tập trung ở 3 nghiệp đoàn nghề cá thuộc các xã Tam Quang, Tam Hải và Tam Giang. Huyện Núi Thành là địa phương có đội tàu khai thác hải sản xa bờ hùng mạnh nhất tỉnh Quảng Nam. Để đảm bảo làm ăn bền vững trên biển, các phương tiện thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình, các quy định của pháp luật được các nghiệp đoàn nghề cá xa bờ, các tổ, đội đoàn kết nối trên biển của huyện ngư dân Núi Thành cam kết thực hiện nghiêm túc để góp phần sớm gỡ bỏ thẻ vàng. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu QNA90523TS Huỳnh Lan ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành cho biết, để được ra khơi, trước khi xuất bến, tất cả các phương tiện tàu thuyền đều được Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng kiểm tra chặt chẽ. Phương tiện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình, danh sách thuyền viên, đăng kiểm, đăng ký phương tiện còn thời hạn mới được xuất bến. Các phương tiện này không chỉ giúp cho ngư dân đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, mà còn giúp ngư dân nhận biết vùng biển của nước khác để không vi phạm. Đây là đầy đủ giấy tờ, giám sát hành trình mở 24/24, từ lúc đi cho đến lúc về nhập cảng. Chúng tôi đều thực hiện đúng theo pháp luật của nhà nước để góp phần gỡ bỏ thẻ vàng. Với chức năng và nhiệm vụ của mình, thanh tra kiểm soát nghề cá Quảng Nam, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển luôn luôn đồng hành và hỗ trợ kịp thời cho bà con ngư dân trong quá trình trên biển. Điều đáng mừng là đến nay tất cả các thuyền trưởng, chủ tàu,
nhất là lực lượng tàu khai thác hải sản xa bờ dài ngày, đã cam kết thực hiện đầy đủ các quy định để hướng đến một ngành kinh tế thủy sản hiện đại, bền vững, góp phần sớm rút bỏ thẻ vàng IUU. Tàu nhiệm vụ là của bên đơn vị chi cục, cùng với các đơn vị phối hợp kiểm tra các tàu cá cập cảng và rời cảng theo quy định, trong đó là theo cái thông tư 21 cũng như các cái quy định pháp luật liên quan. Thì đối với các tàu cá mà 24 mét trở lên nhé, thì là văn phòng kiểm tra 100% rời và cập, trong đó là giám sát sản lượng. Còn lại là các cái tàu mà dưới 24 mét trở xuống thì là kiểm tra xuất xuất, đồng thời còn lại nhiệm vụ thì bên trung tâm đăng kiểm tàu cá Quảng Nam và quản lý cảng Quảng Nam là khoáng xiết. Bên cạnh cái việc tuyên truyền tập trung, tuyên truyền riêng lẻ và tuyên truyền trực tiếp đối với chủ tàu, thuyền trưởng lúc xuất nhập bến ra vào cửa An Hòa, và để chấm dứt cái tình trạng tàu cá ngư dân Quảng Nam và ngoài tỉnh ra vào cửa An Hòa mà vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài, vi phạm IUU, tắt kết nối giám sát hành trình trên biển. Năm 2024, ngư dân núi Thành phấn đấu khai thác đạt 48.000 tấn hải sản các loại. Để đạt mục tiêu này, ngoài việc trang bị đầy đủ các loại máy định vị, máy định dạng, radar, máy icon tầm ngắn, tầm trung, tầm xa, thiết bị định vị vệ tinh GPS, thông qua các lực lượng chức năng như bộ đội biên phòng, kiểm ngư, cảnh sát biển, các đoàn tàu xa bờ dài ngày của huyện Núi Thành đã cam kết thực hiện nghiêm các quy định trong việc chống khai thác hải sản trái phép, góp phần xây dựng ngành kinh tế biển bền vững, thật sự là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Theo kết quả khảo sát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, số lượng người dân Mỹ lo ngại về lạm phát và giá nhà đã tăng trong tháng 4, khi thị trường lao động suy yếu và các hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính và chi phí sinh hoạt. Kết quả khảo sát cho thấy, người tiêu dùng kỳ vọng lạm phát sẽ tăng với tốc độ 3,3% cho đến năm sau, khi dao động quanh mức 3% trong 4 tháng qua. Đây là mức kỳ vọng cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái đến nay. Mức tăng giá nhà cũng được dự kiến có tốc độ tương tự và đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Kết quả khảo sát được công bố sau khi đã có một loạt báo cáo cho thấy lạm phát cao vẫn dai dẳng và giá nhà tiếp tục tăng. Khảo sát của Fed New York cho thấy kết quả tương tự như kết quả khảo sát của Đại học Michigan đối với người tiêu dùng. Theo đó, tốc độ lạm phát vào đầu tháng 5 được dự kiến sẽ tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng qua. Nhiều quan chức Fed cho biết muốn nhận thấy thêm bằng chứng rằng lạm phát tiến gần đến mục tiêu 2% trước khi hạ lãi suất, trong bối cảnh giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất 1 hoặc 2 lần trước cuối năm nay. Cũng theo khảo sát của Fed New York, người tiêu dùng Mỹ dự đoán giá xăng, thực phẩm, chăm sóc y tế, giáo dục đại học và tiền thuê nhà cũng sẽ tăng nhanh hơn. Nhiều người đã thể hiện cái nhìn tiêu cực về thị trường lao động, thu nhập giảm và khả năng thất nghiệp cao hơn. Bên cạnh đó, đông đảo người tham gia khảo sát cũng kém tin tưởng về khả năng tìm được việc làm mới nếu bị mất công việc hiện tại. Trước viễn cảnh kinh tế và việc làm ảm đạm, giới trẻ Trung Quốc đang dần phải thay đổi các chi tiêu để thích nghi với cuộc sống hiện tại. Trong 2 năm qua, suất ăn của người nghèo là xu hướng ngày càng được giới trẻ Trung Quốc ưa chuộng, bắt nguồn từ khi hãng thức ăn nhanh McDonald's đưa ra những suất ăn siêu rẻ và được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Sau đó, các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh khác của phương Tây cũng nhanh chóng tham gia xu hướng mới này, tung ra một số suất ăn khuyến mãi để thu hút thực khách. Theo một báo cáo phân tích, trong bối cảnh kinh tế suy thoái cùng với tiêu dùng giảm sút, tầng lớp trung lưu của Trung Quốc đang gặp khó khăn. Hiện tại, họ ưu tiên cho việc chi ít tiền hơn nhưng vẫn đảm bảo được những sản phẩm chất lượng tốt nhất có thể. Trên các nền tảng mạng xã hội, các bài đăng về suất ăn cho người nghèo thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều bài đăng hướng dẫn chia sẻ và thảo luận về cách tích các phiếu giảm giá, mua sắm tiết kiệm và làm sao để nhận được giá trị tốt nhất với số tiền bản thân bỏ ra. Lĩnh vực ăn uống là một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất ở Trung Quốc. Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy, doanh thu dịch vụ ăn uống của Trung Quốc đạt 1,344 nghìn tỷ nhân dân tệ trong quý 1 năm nay, tăng 10,8% so với năm ngoái. Nhưng con số này cũng đã chậm lại đáng kể so với mức tăng 20,4% vào năm ngoái. Khảo sát từ mạng xã hội Xiaohongshu cho các bài đăng liên quan đến món hời của người nghèo đã nhận được trung bình 2.366 lượt tương tác mỗi ngày vào cuối năm ngoái. Cuối tháng 3 năm nay, con số tăng lên gấp 4 lần là 8.265 lượt. Trên Douyin,
chủ đề này cũng thu hút ít nhất 800 triệu lượt xem. Người dùng chủ yếu thảo luận về cách tích trữ phiếu giảm giá và săn các bữa ăn tốt nhất. Các chuyên gia phân tích, trong bối cảnh suy thoái kinh tế, tiêu dùng đi xuống, tầng lớp trung lưu đang gặp khó khăn, họ đang cố gắng tiêu tiền ít nhất, nhưng chất lượng bữa ăn phải đạt chất lượng tối đa. Nhiều nhà hàng đã thay đổi chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu của đối tượng khách hàng này. Ví dụ, họ tạo ra thêm bữa ăn nghèo với giá bằng một nửa so với bữa ăn bình thường tại nhà hàng. Nhiều chuỗi cửa hàng tiện lợi và thức ăn nhanh đồng loạt đưa ra bữa sáng dưới $1, khiến doanh số tăng vọt. Ngành dịch vụ ăn uống là một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất của Trung Quốc. Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy, doanh thu ngành ăn uống của Trung Quốc đạt 201,675 tỷ đô la trong quý đầu năm nay, tăng 10,8%. Một báo cáo xu hướng tiêu dùng năm 2023 cho thấy, tỷ lệ giá và chất lượng đã trở thành khái niệm mới ở Trung Quốc. Thị trường việc làm ảm đạm và khó khăn kinh tế đã góp phần làm giảm lòng tin, thái độ và văn hóa tiêu dùng của giới trẻ. Một nghiên cứu khác cho biết, thanh niên trong độ tuổi từ 25 đến 35 đang giảm mức tiêu dùng nghiêm trọng nhất trong 3 năm qua. Trong đó, họ giảm chi tiêu nhiều nhất cho hàng xa xỉ cũng như thư giãn và giải trí. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 14 tháng 5 đã công bố mức thuế 100% đối với ô tô điện do Trung Quốc sản xuất như một phần trong gói biện pháp nhằm bảo vệ các nhà sản xuất Mỹ khỏi hàng nhập khẩu giá rẻ. Theo tờ Guardian, trong một động thái có khả năng gây căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Nhà Trắng cho biết họ đang áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu trị giá 18 tỷ đô la. Các nguồn tin cho biết, động thái này diễn ra sau cuộc đánh giá kéo dài 4 năm và là một biện pháp phòng ngừa được thiết kế nhằm ngăn chặn hàng hóa Trung Quốc giá rẻ tràn vào thị trường Mỹ và kìm hãm sự phát triển của lĩnh vực công nghệ xanh ở nước này. Cùng với việc tăng thuế từ 25% lên 100% đối với xe điện, chính quyền Mỹ cũng sẽ tăng thuế từ 7,5% lên 25% đối với pin lithium, từ 0 lên 25% đối với các khoáng sản quan trọng, từ 25 lên 50% đối với pin mặt trời và chất bán dẫn. Thuế nhập khẩu đối với thép, nhôm và thiết bị bảo hộ cá nhân từ Trung Quốc, vốn dao động từ 0 đến 7,5%, cũng sẽ tăng lên 25%. Bất chấp rủi ro bị Bắc Kinh trả đũa, Tổng thống Biden cho biết, việc tăng thuế là một phản ứng tương xứng trước tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc trong lĩnh vực ô tô điện. Các nguồn tin cho biết Trung Quốc đang sản xuất 30 triệu xe điện mỗi năm, nhưng chỉ có thể bán được 22 đến 23 triệu chiếc trong nước. Thuế đánh vào ô tô của chính phủ Mỹ phần lớn mang tính biểu tượng, vì xe điện Trung Quốc gần như đã bị loại khỏi thị trường Mỹ bởi mức thuế do cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt trong nhiệm kỳ của ông. Tuy vậy, các nhóm vận động hành lang vẫn cho rằng có mối đe dọa trong tương lai khi Bắc Kinh tìm cách sử dụng xuất khẩu để bù đắp cho sự yếu kém của nền kinh tế trong nước. Liên minh sản xuất Mỹ cho biết, việc đưa ô tô Trung Quốc vào thị trường Mỹ sẽ là một sự kiện ở mức độ tuyệt chủng đối với các nhà sản xuất ô tô của họ. Gã khổng lồ xe điện Tesla của Mỹ đang chú ý nhiều hơn đến tiềm năng to lớn của một số nước châu Á ngoài Trung Quốc. Ngoài Ấn Độ, Tesla đang cân nhắc đến Thái Lan, thủ đô xe điện của Đông Nam Á. Hãng sản xuất xe điện Tesla đang đối mặt với nhiều khó khăn khi doanh số bán hàng sụt giảm đáng kể, gây lo ngại cho các nhà đầu tư và nhà phân tích trong ngành. Trong khi đó, sự cạnh tranh gia tăng trên thị trường xe điện đã khiến hãng phải giảm giá mạnh mẽ để thúc đẩy nhu cầu. Điều này khiến Tesla phải tiến hành sa thải lao động và giảm quy mô chi tiêu cho mạng lưới sạc xe điện. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của Tesla đã giảm hơn 30%. Trung Quốc là một thị trường then chốt đối với cả nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Tesla. Tuy nhiên, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang gây sức ép đối với các nhà lãnh đạo Tesla trong việc mở ra những ranh giới tăng trưởng mới, đồng thời vượt qua những thách thức về cạnh tranh ngày càng gia tăng, sự gián đoạn chuỗi cung ứng và chi phí nguyên liệu thô tăng cao. Trong bối cảnh này, gã khổng lồ xe điện đang chú ý nhiều hơn đến tiềm năng to lớn của một số nước châu Á ngoài Trung Quốc. Ngoài Ấn Độ, Tesla đang cân nhắc đến Thái Lan, thủ đô xe điện của Đông Nam Á. Thái Lan được mệnh danh là Detroit của châu Á trong nhiều năm nhờ lực lượng lao động lành nghề và thành công trong việc thu hút nhiều nhà sản xuất ô tô quốc tế. Với cơ sở sản xuất tại Thái Lan, Tesla cũng có thể phục vụ thị trường châu Á và xa hơn nữa có khả năng xây dựng tốc độ tăng trưởng nhanh chóng như tại Trung Quốc. Trong báo cáo gần đây, Tesla cho biết hãng đang đẩy nhanh việc ra mắt các loại xe mới, bao gồm các mẫu xe giá cả phải chăng hơn, với kế hoạch cho một mẫu xe trị giá 25.000 đô la vào năm 2025. Những mẫu xe mới sẽ được sản xuất ở dây chuyền sản xuất hiện tại trước khi hãng đầu tư vào bất kỳ cơ sở mới nào.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.